Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em yêu Lan. Hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch, vâng, cũng là một ngày rất là đẹp ngày trong cái tháng riêng đầu năm này. Thì hôm nay em cũng có đăng một cái phiên bán hàng mở hàng khai xuân đầu năm. Thì rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng khoảng 30 phút thôi thì em cũng đã chốt hết cho tất cả anh chị em những cái key, những cái mắt ngủ mà chúng ta lấy lộc đầu năm. Thì hôm nay là nhóm anh em đang tụ họp để liên hoan khai xuân đầu năm. Đấy, cũng nhân tiện cái ngày khai trương bán hàng vừa rồi thì em cũng kính chúc anh chị em một cái năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự hanh thông. Đấy, luôn đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì anh chị em cũng thấy là hiện tại bây giờ là cái thị trường của cây lan va nó cũng đang phát triển, vâng, cũng rất là mạnh phải không ạ? Rất là mạnh. Đấy, thì em cũng chỉ muốn nói là lá kẻ thì thực ra là nó là một cái sân chơi rất là bền vững, rất là ổn định, rất là lâu dài. Nó không có phụ thuộc vào bất kỳ cứ một cái sân chơi nào. Đấy, dù cái sân chơi nào nó lên hay nó xuống, đấy, nó cũng không, lá kẻ cũng không bị ảnh hưởng. Đấy, và cái sân chơi của va nó phát triển thì em nghĩ thì nó cũng rất là tốt. Bởi vì là thị trường anh em mua bán được, giao lưu được với nhau. Đấy, thì cũng rất là đáng mừng. Đấy, em cũng chỉ mong là cái giá thì nó đừng đẩy lên cao quá, đừng đẩy lên cao quá, ảo quá, vâng, thì như thế nó sẽ rất nhanh bị đi xuống. Đấy, và cái cuộc chơi nó sẽ không có bền vững và rất nhiều người sẽ bị mất tiền. Đấy. Năm mới thì cũng mong cho sân chơi, chúc cho sân chơi, tất cả những anh chị em đang trồng cây, chăm cây đó, sẽ có một cái năm nó mưa thuận gió hòa, nó sẽ phát triển nó tốt hơn. Vâng, thôi em xin phép xuống live. Đấy, đầu năm thì ngày mùng 6 các bác cũng đã khai trương và mở cung công ty, công nhân thì cũng đi làm lại. Đấy, rất là nhiều. Chúc cho anh chị em một năm mới dồi dào sức khỏe nhá. Em xin phép xuống live ạ.